tụi nó đánh ở đâu vậy ông? Đánh đâu kệ cha nó, mắc mớ gì mình. Mình lạc thành được cái điểm này, đúng không Tâm? Ở trên kia nè, em nghĩ thằng Đực nó dính đạn ở chỗ này. Tìm thấy thằng Đực rồi nè anh Hải. Đực, 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 mày giết thư cho nó, nhanh lên, tao kiếm cái làm cái. Thu Hà, quỷ anh à, làm em hết hồn. Em vừa lụm được cây súng không biết có ai bỏ quên. Cô ghẹo tôi hả? Không có ai bỏ quên súng hết đó, cô hiểu chưa? Không phải súng, với lại cái gì đây? Chỉ tiếc là súng không có đạn. Súng không có đạn thì làm được cái gì? Nó cũng như cục sắt thôi. Còn một băng đạn nè anh. Còn một viên thì tự sát chứ đánh đấm được gì. Mà em lượm nó ở đâu vậy? Ở kia kìa. Có một anh lính nào đó bị thương hoặc đi lạc, kiệt sức nằm lại ở đây rồi chết. Mối rừng đã ăn hết xác rồi, tội nghiệp. Vậy mà lúc lấy cái túi em đã không nhìn thấy. Đó là chiến tranh. Chiến tranh xảy ra có quá nhiều chết chóc. Cái người chú mà dạy tôi thổi sáo lúc còn nhỏ cũng bị trúng bom mà chết. Thân xác gom lại không còn nổi một thao. Đừng nói chuyện chết chóc nữa anh, tội lắm. Chiến tranh mà không nói chuyện chết chóc thì nói cái gì bây giờ? Thì anh kể chuyện học hành hay là yêu ghét cái gì đó. Ra lên, ra lên. Những cái gì? Kỷ niệm lúc đó của tôi là vậy đó. Mất con Lưu tôi buồn cả tháng trời. Nhưng được cái là bắt thằng lính phải móc mắt bỏ đi. Vậy là anh có công rồi. Công cán gì, tại tôi ghét mấy thằng lính thôi. À, trong các loài bốn chân thì loài chó là loài hay chết non nhất, cô có biết không? Anh biết hả? Tôi nghĩ loài chó thường hay chết non là bởi vì chúng nhạy cảm quá. Cô thử nhìn vào mắt chúng đi. Lúc nào cũng thoáng một nỗi buồn, ngay cả lúc chúng vui nhất. Anh học tới lớp mấy rồi? Tôi học hành tệ lắm. Tôi đang học đệ thất thì bỏ đi du kích, sau đó đi bộ đội luôn. Anh học cao như vậy, hèn chi nói chuyện hay ghê vậy đó. Thằng địch nó càng lớn như vậy tôi lo lắm ông à. Cơ quan còn bao nhiêu chuyện mà tôi lại bị kẹt ở đây. Chắc ông tưởng tôi không lo hả? Chống càng thì anh em mình bị thương vong nhiều, rất cần bác sĩ. Tôi thì đang kẹt ở đây. Mà thôi, chuyện nó đã xảy ra như vậy thì tới đâu mình tính tới đó. Mình lo thì cũng không được gì đâu.
Bộ anh thổi sáo giỏi lắm hả? Nói vậy thôi chứ đâu có giỏi gì đâu. Anh xạo, nếu thổi không giỏi, hổng ai lại đem cây sáo bên mình. Tôi thích thổi sáo lắm, bữa giờ không có dịp thổi nữa. Với lại tôi sợ thổi rồi động đó. Ủa mà cô bên gia công hả? Cô Hà làm gì ở đó? Ở đoàn gia công em là diễn viên múa. Một hôm có một ông thầy ở trên rờ xuống tập huấn cho đoàn. Thấy em cao ráo, có thể múa solid được, nên đã gợi ý với đoàn cho em đi học. Đúng là trận càng mắc dịch, nếu không giờ này em đã tới trường múa rồi. Ông thầy còn nói học xong sẽ cử em ra Bắc, sau đó còn cho em đi học nước ngoài nữa. Cô đi vậy cô có quay lại không? Mà anh hỏi chi vậy? Thì hỏi cho biết thôi. Chuyện gì vậy? Nhanh lên, đừng có để dưới suối. Cứ theo đường mòn bà chạy nha. Lẹ lên ba. Chú cứ cầm đi trước đi, để thím tôi lo cho. Em nghĩ là thằng địch, nó mò tới điểm cao rồi anh. Đúng là xung đột ở cao điểm. Giờ tính sao hả anh? Cho anh em nghỉ giải lao, anh cảm giác coi tình hình sao đã. Rõ. Cậu uống miếng nước. Không có cậu là tụi tôi đi đứt với chúng nó rồi. Chà, mấy người anh em đi đâu mà bây giờ mới thấy mặt vậy? Tôi cũng chạy như mấy ông chứ đâu. Ủa, hai ông vẫn chưa giao được hàng hả? Đâu có giao được đâu. Chạy quá trời, vừa phải giữ thân, vừa phải giữ thuốc. Còn người mà mất thuốc thì cũng chết luôn. Sau này chiến thắng mấy ông cũng có công với bộ. Không dám. Công lao là của mấy ông. Tụi tôi chỉ là người làm ăn, không có vốn lớn. Tụi tôi mới phải lặn lội buôn bán như vậy nè. Vậy hai ông đi chung với tụi này chứ? Đi cho chết chùm hả? Tụi này đi riêng thôi. Ủa, mấy anh không có mang theo súng đạn gì hết trơn vậy? Không lẽ thấy thằng Mỹ nhảy vô cắn hả? Tụi này không tới mức phải dùng răng cắn lộn đâu. Mấy anh chắc còn chờ người hả? Tụi này đi trước à? Đi nha. Lấy cái túi gạo. Mấy anh tìm thấy anh này ở đoạn nào? Ở khoảng rừng đồng bộ Mỹ gần con suối. Nhờ bác sĩ xem giúp. Huyết áp ổn định, mạch hơi yếu có lẽ do mất nhiều máu. Nếu để vài ngày không kịp chữa trị thì vết thương có thể bị hoại tử. Tiếc quá, hai ông bán thuốc tây mới vừa đi. Nếu chia được vài lọ lên Lencoxin tiêm cho ảnh thì không có vấn đề gì. Bây giờ chúng ta đi nè, anh có gặp trở ngại gì không? Tôi nghĩ là không. Chỉ cần bên đi trước, giấu cò cây.
Vậy chúng tôi đi trước. Có chuyện gì vậy cậu Vinh? Bọn bị đóng quân kín mít cả trảng toàn rồi. Nguy quá. Trời đất. Vậy cậu tính sao? Giờ cậu tính sao nữa? Phải cắt dòng mà đi. Nhưng mà kiểu gì phải tới suối nước trong trước khi trời sáng. Sẽ đáng cực, đúng không? Đức, mày đừng có nói nữa. Mày nên nhớ là chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đó. Thôi. Bác sĩ, bác sĩ có thấy anh ta trụ được không? Được chứ sao không. Nếu vậy mình tiếp tục đi thôi. Qua cung đường này rồi tính. Ừ. Thôi, nghỉ chút xíu đi. Từ đây tới suối nước trong còn xa không? Chắc khoảng hơn 2 tiếng nữa. Theo anh mình nên cắt đường hay bám theo đường xe bò? Bám theo đường xe bò dễ đi hơn. Đi theo đường xe bò nguy hiểm, nên cắt rừng mà đi. Dạ. Ý chú Tư sao? Tùy mấy cậu thôi. Chỉ sợ vợ chồng tôi theo không nổi. Bà nhà tôi bị bong gân. Thì ông cứ đái vào chân bả là đỡ đau liền chứ gì. Đỡ khỉ họ. Bả đau rồi chết kia kìa. Nếu vậy thì vợ chồng chú Thiếm Tư nghỉ lại đi. Tôi đưa mọi người tới chỗ nghỉ ngơi rồi tôi quay lại đón. Mình sẽ đi theo kiểu cuốn chiếu. Bây giờ trời cũng gần sáng rồi. Bám theo đường xe bò để dễ khi thương binh đi. Bà nhà tôi chưa bao giờ đi bộ dài ngày như vậy. Mấy chú thông cảm cho. Không làm chén trà hả? Ông muốn một mình đi. Tôi buồn ngủ mặt mở không ra rồi. Không biết cánh hát của ông Từ Nghệ có đụng trận hay không nữa. Chứ lúc vượt qua cái lộ đó, tôi thấy pháo hai bên bắn nhau quá trời. Tôi ngủ trước à. Nhớ dập lửa nghe cha nội. Đôi bông tai của ba đâu rồi? Tuổi này không còn thích hợp để đeo bông toàn tan nữa. Tôi cho con Thu Hà rồi. Mà sao ông nói nhiều quá vậy? Nói là nghề của tôi mà. Vậy ông nói một mình đi. Tôi đi ngủ đây. Cẩn thận. Coi chừng trơn đó.
Em lội suối như vậy, bao nhiêu đồ cho đủ? Thay đồ đi không bị lạnh bây giờ. Dạ. Ủa sao không thấy mọi người ta? Có chuyện gì vậy? Anh, có con gì ở đây nè. Nó mò vô chỗ này, anh đứng lùi đi, đừng tới nữa. Chắc là con rắn, nó thấy động nó bỏ đi rồi. Thưa anh, theo sự chỉ đạo của anh Ba Long là chúng ta tiếp tục đi tới phía nam, là CT, rồi phát bức điện cuối cùng. Phải điều được bọn Anki đến BC theo đúng ý đồ của trên. Tôi nắm được rồi, cầu quỷ bức điện đi. Rõ. Chú Thêm nghỉ ngơi, lấy cái gì ra ăn đi. Ủa, còn không quan với tụi này hả? Không, tôi có tiêu chuẩn của tôi rồi. Chú Thêm cứ ăn đi, nếu được thì cho Thu Hà ăn cùng với. Còn hết gạo từ ngày hôm qua rồi. Ăn đi con. Chú Thêm cứ ăn đi, chú Ba cho con uống sữa rồi. Thôi, bà ăn đi. Anh mệt lắm phải không? Tôi không có mệt lắm, nhưng mà tôi đói quá. Nếu mà trận cãi cứ kéo dài như vậy, mình không chết vì bom đạn cũng chết vì đói. Anh toàn nói chuyện buồn không à? Lúc này phải nói chuyện vui mới đúng chứ. Thôi thiệt, em sợ chết lắm. Thank you.
anh à, nhờ đâu mà từ bữa rời trạm 2 tới nay bom đạn của thằng Mỹ cứ bám riết lấy mình. Liệu trong đạn của mình có gián điệp không? Em nghĩ vậy hả? Dạ, đoàn mình phải có gián điệp thì tụi Mỹ mới bám riết như vậy. Gián điệp cái con khỉ đó. Bây giờ anh với em, vợ chồng chú Tư với hai ông kia, ai là gián điệp? Gián điệp thì phải có ám hiệu hay là máy móc gì chứ. Em còn biết, nhưng mà sao thấy khó hiểu quá. Không ai trong chúng ta là gián điệp hết. Mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên thôi. Có ai bị gì không? Không ai bị gì hết đó. Tôi chỉ bị hư cái vỏ thôi. Cậu Vinh, cậu cho mọi người giúp một tay. Tổ thông tin có hai người bị thương, một người chết. Em dọn đồ giúp anh nha. Anh qua bển coi như thế nào. Dạ. Đối với cậu ấy, cuộc chiến đã kết thúc. Riêng với chúng ta thì vẫn còn tiếp tục. Mà thôi, còn đứng sơ gớ làm gì? Mọi người chúng ta đào cái huyệt cho cậu ấy đi. Chứ để nằm vậy tội quá. Cậu Vinh nè, chiều tối nếu có gặp mấy ông bán thuốc tây á, cậu hỏi coi có kiếm được một ít thuốc cho anh em không. Họ là dân buôn bán, mình lại không có tiền, xin thấy ngại quá. Với lại họ làm theo đơn đặt hàng của bên quân y, tôi nghĩ là có số lượng hết trơn rồi, e là khó đó. Nhưng mà nếu gặp thì tôi sẽ hỏi. Nè, còn đứng đó làm gì? Đi bẻ lá cây đem gì đây, càng nhiều càng tốt. Ở quê tôi người ta liệm bằng gom bó, ở đây không có gom cho nên liệm bằng lá gừng vậy. Cuộc đời tôi chôn cất không biết bao nhiêu người rồi, chôn anh em hàng xóm, rồi chôn đến các con của mình. Chúng chết vì bệnh, chết đói, chết vì bom rơi đạn lạc, có khi không do gì hết. Con người ta sống thì khó, mà chết thì dễ lắm. Sao lại dùng đèn pin ánh sáng đỏ vậy anh? Tại vì trong rừng ban đêm ánh sáng đỏ sẽ đỏ hơn ánh sáng trắng em à. Vậy mà em cứ nghĩ dùng ánh sáng trắng tốt hơn chứ. Người ta cứ tưởng như vậy nhưng mà không phải vậy. Nhưng mà em đừng có nói nhiều, nói nhiều mất sức lắm đó. Cậu Vinh, anh em bên tổ điện đài đề nghị cậu kiếm chỗ nào thuận tiện cho họ nghỉ. Họ bết lắm rồi. Ai mà không biết như vậy. Với lại trời đang mưa nè, nói họ ráng đi. Thấy đường xe bò rồi mình nghỉ. Bộ cậu tới đó rồi hả? Chú làm như chú truy bệnh cho tôi không bằng. Đại đội của tôi từng hoạt động phối thuộc với các đơn vị dùng này, chú hiểu chưa? À, ra là vậy. Để tôi quay lại tôi bàn với họ. Ông lo che cái ba lô lại, chứ để nước nó ngập thuốc men bắn ai mà mua. Tôi đang ốm trong người rồi nè. Hồi nãy gặp bộ đội hành quân, ông có hỏi đường không? Tôi không có hỏi đường, mà hỏi đơn vị mua hàng của mình. Họ trả lời là họ có nghe, nhưng mà đóng ở đâu thì họ không có biết. Vậy thì mệt rồi. Ở đây rất là gần căn cứ Mỹ ở Sóc Kỳ, cho nên mọi người cẩn thận.
đừng gây ra tiếng động nha. Với lại khi nấu ăn, mọi người nhớ cẩn thận khói với lại lửa. Nếu ở đây gần Sóc Kỳ thì rõ ràng mấy ngày nay mình chỉ xài quần chung quanh khu vực đóng quân của ta. Từ đây đi về phía Tây thì mình sẽ gặp cơ quan tuyên huấn của Trung quân cục. Nếu vậy, trại sáng tác văn học của miền cũng thuộc cơ quan tuyên huấn của Trung quân cục Han. Thì nó đó, cơ quan tuyên huấn của Trung quân cục gồm nhiều ban bệ, nghiệp vụ, bao gồm có giáo dục, y tế, báo chí, văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền. Dưới các cơ quan này còn có các tiểu ban. Trại viết thuộc tiểu ban văn nghệ. Vậy mà hôm bữa tới nay anh không có nói gì với tôi hết. Thì ông có mở miệng ra hỏi đâu mà tôi nói. Nhưng dù sao thì mình cũng ở gần đơn vị rồi. Nếu đi bộ mà không gặp càng á thì cực lực 3 ngày là tới. Vậy hả? Hôm nay là ngày thứ 6, chúng tôi cùng nhau vượt rừng từ xa lạ. Nay anh em đã trở nên thân quen như những người trong nhà. Không hiểu sao mấy ngày nay chúng tôi bị pháo bày dập tơi tả, máy bay dội bom, trực thăng tấn công mà càng lúc càng dày đặc và nguy hiểm hơn. Kẻ chết, người thì bị thương. Nghe nói đoàn có nội gián, nhưng tôi cũng nửa tin nửa ngờ, cũng không biết nghi ngờ ai. Nghĩ lại thì thấy nhóm thông tin có gì đó hơi bí ẩn. Họ có vẻ thách gời chúng tôi, nhưng đoàn họ cũng có người hy sinh mà. Khó nghĩ quá. Anh, sao anh chưa ngủ? Anh đói hay nhớ nhà? Nhìn ơi anh! Cái gì vậy? Nhìn ơi! Nhìn! Mày về liền đi! Tao kiếm mày từ sáng tới giờ nè! Vụ gì? Cháy nhà hay là sụp đất hả? Bọn Linh Bố Rap á, đã bắt được hai anh của mày rồi kìa. Chúng nên đạp chạy thử tìm xem ai là người đã bắt đôi mắt người của chúng đó. Mấy anh mày không biết ai mà khai. Vậy là chúng bắn chết, đem quan sát ra chợ. Ba mày, tụi mày bọn Linh bắn chết rồi. Tôi là người gây ra cái chết của ba và hai người anh. Nhớ lại chuyện này tôi đau lắm. Ít lâu sau má tôi cũng bị bệnh rồi chết. Không ai coi sóc, căn nhà lá của tôi theo thời gian cũng dột nát, sụp đổ. Tôi không còn ai để mà giếng, cũng chẳng còn nhà để mà về. Cho đến giờ em mới thật sự hiểu anh. Em xin lỗi vì đã làm cho anh phải nhớ là những chuyện đã xảy ra. Em thương anh lắm. Cậu Vinh đây, cậu Vinh. Cậu biết không, mình đóng quân ngay sát với một đơn vị bộ đội. Họ đến đây từ chiều hôm qua, nói là chuẩn bị đánh lớn đó. Mình nên đến đó đi, để xem tình hình như thế nào. Sao chú biết họ đến chiều qua? Bọn họ đến trình với chú hả? Tôi vừa gặp mấy anh thông tin đi gãi dây. Họ nói là trung đoàn của họ dừng chân ở đây nè, chuẩn bị đến cứ điểm DB. Mà cứ điểm DB là đâu vậy? Đúng là tin tốt. Vậy tôi với chú qua đó xem một ít lương thực đi, với lại xem một ít súng đạn để phòng thân nữa. Cho em đi với. Vậy thì lẹ đi. Dạ.
Đứng lại, để tôi lên. Mấy người là ai? Nè, người của mình đừng bắt ẩu nha. Đi đâu sớm vậy mấy cha? Lại còn có cô em xinh đẹp nữa. Mà nè, có thuốc không? Thuốc hút á thì có đây nè. Tụi này á chỉ có thiếu gạo với súng đạn thôi. Súng đạn á thì toàn quân đều thiếu, chả riêng gì mấy ông đâu. Mà hỏi thật, mấy ông muốn đổi hả? Biếu thôi. Mà nếu như mấy cậu nhín được á, cho tụi này chút đỉnh lương thực. Cái đó thì mấy ông hỏi chỉ huy đi. Chào thủ trưởng. Mấy người ở đơn vị nào? Ủa, Vinh, nghe nói là cậu được cử đi học sĩ quan, mà sao danh này lại có ở đây? Tôi đâu có trốn đâu anh Năm. Chẳng qua là đang trên đường đi thì bọn địch nó càng lớn quá, đánh trúng trạm giao liên làm khách khứa chạy tán loạn hết. Đang soi đường đi tiếp thì gặp anh. Đây là Quỳnh Vinh, trung đội trưởng của mình. Đánh giặc rất là chì, chiến công nhiều lắm đó. Còn mấy người này là sao? Đây là các bạn đường của tôi. Đây là chú Chính Nếp, nhà văn cơ sở, được cử đi giữ lớp viết ở trên rờ. Còn đây là cô Thu Hà, văn công tỉnh, được cử đi học nâng cao về múa ba lê. Chúng tôi ở cách đây không xa lắm. Đoàn của chúng tôi có 10 người mà 2 người bị thương rồi. Trong đó có 4 ông thông tin 15W. Cậu vừa đi khỏi đơn vị thì mình được điều về làm tiểu đoàn phó, tham mưu trưởng tiểu đoàn 3. Nhưng chuyện đó để sau nói. Còn bây giờ cậu đưa mấy vị khách này về ban tham mưu nghỉ tạm. Nhớ đón tiếp cơm nước cho chu đáo. Nói là lệnh của tham mưu trưởng, rõ chưa? Rõ. Ủa, cậu Vinh đâu rồi? Cậu ta đến một đơn vị nào đó đóng ở gần đây. Chắc là để hỏi đường. Cái cậu chỉ huy bất đắc dĩ này, suốt đêm qua cứ rầm rì với cô dân công, làm cho tôi không tài nào ngủ được. Cậu ấy đi đâu không có nói với ông hả? Hai ngày nay nó đói nên cứ lục đục suốt đêm. Đã vậy còn phải mang theo bồng của mấy người lính thông tin nữa. Thấy thương quá mà không biết sao. Nó không có gì ăn thiệt hả? Chứ sao, thằng này còn trẻ nhưng có ý thức. Bà già tôi cứ ao ước có được thằng rể như nó. Nhưng xem ra nó chưa nghĩ gì đến chuyện yêu đương. Vậy mà tôi lại nghĩ khác gì nó. Nè, hai cậu lên thuốc bên sao rồi? Tôi hôm qua họ đau nên rên dữ lắm, mà tôi thì lại không có thuốc men gì. Ô, xin chào. Chào. Để gặp hai ông ở đây nữa rồi. Giờ mới biết nước ta không lớn gì mấy. Tối hôm qua tôi với cậu Vinh mới nhắc tới hai ông, vậy mà sáng đã gặp. Công nhận hai ông linh thiệt. Có chuyện gì không? Tối hôm qua tụi tôi bị đánh, anh em bên thông tin, một chết hai bị thương mà không có thuốc men gì. Tôi với cậu Vinh muốn nhờ hai ông giúp đỡ. Thì tụi tôi cũng đoán là mấy ông đã bị gặp nạn, nên bàn với nhau tới đây coi coi mấy ông có cần giúp đỡ gì không. Vậy thì hay quá. Trước tiên hai ông cho ít bịch nước biển, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh liều cao, ít thuốc phòng chống sốt rét. Nhưng nói trước, tụi tôi không có tiền. Những thứ ông cần ở đây chúng tôi có đủ. Nói chuyện tiền nông lúc này là cái gì? Đây. Dạ. Thay mặt anh em, xin cảm ơn hai ông. Anh em không mà. Hai ông không đi chung với tụi này à? Đi ít người dễ luồn lách hơn nhiều người. Thôi tụi tôi đi nha. Tụi tôi đi nha. Đi à? Đi nha. Chẳng mấy khi có cô văn công tới thăm. Trước khi ra trận, anh em chúng tôi kính cẩn nghiêng mình đề nghị chị. Chị Thu Hà. Dạ chị Hà. Dạ chị Hà, hát cho anh em chúng tôi nghe một bài mà chị ưng ý nhất đi. Hát đi, hát đi, hát đi, hát đi, hát đi chị Hà. Hát đi chị. Em chỉ là diễn viên múa, tuy được học hát, học chơi nhạc cụ, nhưng em hát không hay. Hát đi chị, hát cho chú tôi ạ. Hát đi chị. Thank you.
sông, qua sông, qua sông ra chiến trường. Qua sông, qua sông, qua sông ra chiến trường. Hò hò khoan chúng em qua mái chèo, đưa các anh qua dòng sông lạnh lẽo. Đường hành quân các anh đi khắp nẻo, vì quê hương mà anh chẳng ngại gian lao. Hò hò khoan hỡi khoan, hò khoan hỡi khoan, hò khoan. Thuyền em rẽ sóng sang sông, em đưa đoàn quân giải phóng ở qua sông, qua sông ra chiến trường. Nơi miền quê khói lửa tràn lan, vì tương lai tay súng anh sẵn sàng, bảo vệ xóm làng để tiếng hò ngân vang. Nơi hậu phương gắng sức em ngày đêm, cùng chung lo tranh đấu em sẵn sàng, bảo vệ xóm làng để tiếng hò ngân vang. Vinh. Qua sông. Sao cơm nước gì chưa? Dạ rồi anh. Cảm ơn anh nha. Vô đây. Qua sông. Mấy anh ở đây còn chuẩn bị cho đoàn tôi cả cơm nắm ăn tối nữa. Nói đừng có cười nha. Sao? Chứ lúc gặp anh hồi sớm tôi đói đứng cũng không vững nữa. Nói ngắn gọn bây giờ cậu tính sao? Tôi muốn trở lại đơn vị chiến đấu. Nếu như mà anh đồng ý thì kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là quân số của tiểu đoàn 3. Không được. Cậu đừng làm khó tụi mình. Cậu là cán bộ trung đội, muốn nhận phải được ban cán bộ sư đoàn là quyết định, chính ủy ký. Nếu anh đã nói vậy thì tôi xin chấp hành. Nhưng mà về phía cá nhân tôi có một đề nghị. Nói thẳng là làm khó anh đó. Cậu cứ nói đừng ngại. Những gì thuộc phạm vi của mình có thể giải quyết mình chuẩn. Còn những gì khó thì mình xin ý kiến của thủ trưởng. Chúng tôi bị đánh ở trạm 2, trạm 3, rồi bị đánh ở suối nước trong nữa. Súng đạn thì không có mà lương thực thì cũng hết rồi. Có nghĩa là cậu xin chứ gì? Dạ. Cậu Hải. Dạ thưa anh. Dạ anh kêu em. Hiện tại quân lực của mình còn bao nhiêu súng đạn? Thưa, hiện còn 4 khẩu CKC, 9 khẩu AK bán gấp, 1 khẩu DKZ, 1 đại liên, 2 khẩu B40 và 100 lựu đạn. Được rồi, cậu làm giấy cấp cho cậu Vinh. Quỳnh Vinh, 1 khẩu AK bán gấp, 1 cơ số đạn, 2 trái lựu đạn. Cậu nói luôn với quản lý, cấp cho đoàn khách chờ 30kg gạo, 20 lon cá hộp và 1kg mắm ruốc. Rõ. Cảm ơn anh Nam nhiều lắm. Còn chuyện đi đứng của cậu á, thì tôi tính như thế này. Cậu á, là phải làm sao rời khỏi nơi đây trước 12 giờ trưa hôm nay, đi về hướng Tây Nam, sao cho tới làng CT trước 4 giờ sáng hôm sau. Đêm nay đoàn của mình sẽ nổ súng đánh thằng lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn 25 của Mỹ ở DB. Đến CT, cậu ráng bươn về Bào Sen càng sớm càng tốt. Nếu chậm trễ, thằng địch nó sẽ đổ quân chặn đường ở Trảng A Lầu. Lúc đó cậu sẽ gặp khó. Cảm ơn anh. Đi chung với cánh thông tin 15W, cậu có gặp gì không? Dạ có anh. Họ phát sóng làm lộ mục tiêu. Tôi biết nhưng mà tôi không có dám nói. Tôi sợ mọi người trong đoàn hoảng hốt. Nhưng mà phải công nhận là họ rất dũng cảm. Tôi có cảm giác là họ đang làm một nhiệm vụ gì đó rất nguy hiểm. Đúng vậy. Mình cho cậu biết điều này, nhưng cấm bếp xếp. Số là thằng địch nắm rất rõ cá tính và thói quen của người gõ ma líp trong sư đoàn ta hiện đang đi cùng các cậu. Chúng chỉ cần nghe tiếng nhịp ma líp là biết sư đoàn hiện đang ở đâu. Do vậy, cấp trên điều họ di chuyển phát tín hiệu để đánh lừa thằng địch. Trung đoàn mình làm nhiệm vụ hành quân nghi binh cũng là để đánh lừa bọn chúng. Thôi, bây giờ mình phải lên trung đoàn nhận nhiệm vụ đi. Chào cậu nha. Dạ. Yeah. Mọi người, tới lấy gạo nè. Nè, người bên anh đỡ hết chưa?
Cũng may là có hai ông buôn thuốc tây giúp cho thuốc men. Ông Bảo Quang thì cũng đã truyền dịch và tiêm thuốc cho rồi, cho nên có thể lên đường được. Nhưng có điều là đội chúng tôi nhiều đồ quá, tôi muốn dành giúp đỡ. Chuyện đó thì đơn giản thôi, nhưng mà lỡ khi mà anh cần máy móc để làm việc thì sao? Cái khó là ở đây chúng tôi thiếu hai người Wiragono. Vậy thì coi như xong. Khi nào anh cần á, tôi và một người nữa sẽ lo. Khi nào muốn thì tôi sẽ cho mọi người dừng lại. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nha. Thôi mình đi đi, chặng đường đêm nay còn dài lắm. Dạ, chào ông Mười. Ông Mười. Ủa, mấy bữa nay mấy chú vẫn còn ở đây, bộ vẫn chưa tìm được mối ha? Vậy chưa ông Mười ơi? Đụng càng rồi ông Mười ơi, đi chỗ nào cũng đụng. Mối làm ăn của chúng tôi sơ tán rồi, không biết đâu mà lần. Giờ chúng tôi đến đây nhờ ông Mười giúp thôi. Mấy bữa nay thằng Mỹ nó động binh, bom đạn y ầm suốt cả đêm ngày, chuyện làm ăn cũng gặp trở ngại. Tụi tôi móc được cả chục tấn giấy cho trọng để in báo, vậy mà họ có ra lấy được đâu. Vậy hả ông Mười? Còn cả trăm thùng dầu hỏa cũng chưa bán được nữa. Có được bữa ăn ngon lành vậy là nhờ tôi nghe. Tôi sinh vào giờ thổ, cho nên nghe tiếng bước chân ở phía trước á là tôi biết có một đơn gì đang đóng. À, tôi mới rủ hai người này nè đến đó y chang như vậy luôn. Đừng nói dốc nữa không. Ai đi nói giờ thổ là sao có. Người ta chỉ nói mạng thổ thôi, chứ không phải ông thấy anh em bộ đội thì nói mẹ nó đi. Nói dốc mà cũng chật luôn. Nói dốc cũng phải chật chứ. Nghề của tôi với nghề của ông không phải nói dốc là gì. Hai ông đừng có tranh cãi nữa. Phải nói là nhờ cậu Vinh á mà chúng ta mới không phải nhịn đói dài dài. Trong chuyện này tôi không có công cán gì đâu, may là gặp người quen mới được giúp thôi. Chỗ mình sắp tới là làng gì vậy anh? Đó là làng CT. Tôi tới đó một lần rồi. Họ có khoảng tầm 50 người, bao gồm già trẻ gái trai. Họ là dân chạy càng tới đó, chủ yếu là dân trong vùng tranh chấp chạy ra. Vậy họ làm gì để sống anh? Thì buôn bán, làm rẫy, bẫy thú, lấy dầu rái, lượm mũ chai. Nhưng mà chủ yếu là họ sống bằng nghề buôn bán. Họ thường chạy xe đạp ra chợ, dùng xôi đậu, mua gạo, muối, đồ dùng, hoặc móc hàng nhu yếu phẩm từ biên giới đem về bán cho các đơn vị. Hai ông buôn thuốc tây cũng thuộc loại này, có nhiều kho hàng trong nhà dân, tại các làng trong rừng. Không ai biết được có bao nhiêu kho hàng như vậy. Thậm chí là xăng dầu, vũ khí đạn dược của địch họ cũng mua được nữa. Họ chính là hậu cần nhân dân. Vậy khi họ bị địch càng thì sao? Chẳng lẽ chúng không bắt họ tống vào ấp chiến lược à? Do sống chủ yếu bằng nghề buôn bán với ta, nên khi địch càng, họ chạy theo các cơ quan đơn vị, rồi lại tổ chức đường dây móc nối mua hàng tiếp. Họ có đầy đủ súng đạn hết trơn, chỉ có điều là họ chưa chiến đấu thôi. Nè, xong chưa? Mình đi thôi. Thank you.
Ráng lên em, chúng ta sắp tới rồi. Làm sao biết là sắp tới? Đi rừng mà gặp luồng bẫy là biết có người ở gần rồi. Nào, chúng ta cùng nhau cạn ly. Chúc cho đàn mình đánh thắng cuộc càn. Chúc cho hai ông sớm bán được hàng. Dạ. Đây. Dạ. Đã quá. Lâu rồi mới uống được một ly rượu ngon. Ông mời thật là tâm lý. Riêng chuyện thuốc tây của hai ông á, sớm mai nếu có người ở trong ra, tôi nhắn tin cho. Đang đánh nhau, thuốc tây cần lắm. Yên chí đi. Dạ, cảm ơn ông Mười. Chà, lại gặp bà con mình nữa rồi. Mày đâu? Dạ. Biểu coi. Mày chạy ra kêu hết vô đây làm ly coi. Dạ. Dạ, xin mời mọi người. Vô chú. Dạ thưa bà con, tụi tôi đi công tác, chẳng may gặp trận càn nên bị lạc tới đây. Mong bà con giúp đỡ. Ngồi xuống đi, chào bà một ly rồi hãy nói. Anh em trước lạ sau quen, hai ông bạn đây cũng vậy. Lại gặp hai anh ở đây. Ủa, vậy là quen nhau dạ, à? Dạ. À, chúng tôi quen biết nhau cái tuần nay rồi. Bồn pháo cũng lãnh đủ. Mấy anh chị ở đây á, người thì đi học, người thì đón vợ con ở dưới quê lên, người thì đang thực hiện nhiệm vụ. Nói chung là dân tứ xứ họp lại nương tựa vào nhau. Hiểu rồi, chẳng có vấn đề gì. Làm vài ly đi cho nó ấm dạ, rồi tôi cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho tất cả. Nhà cửa thiếu gì, chưa cả trăm người cũng được. Thưa, đầu tụi tôi có hai lính bị thương. Bà nhà tôi thì đau chân, lại đang mệt, nên xin phép đi nghỉ sớm. Mấy anh thông cảm cho. Được thôi, tụi bay sắp xếp chỗ nghỉ cho khách đi. À, mà đoàn anh có bao nhiêu người? Dạ, có 10 người ạ. Ê, mà nhìn gì ngoài dữ vậy mày? Ra coi sắp xếp chỗ nghỉ cho khách. Hai người một nhà cho nó tiện. Chỉ cho khách biết chỗ giếng nước, chỗ đi vệ sinh. Khi có động thì xuống hầm, chạy về hướng nào. Rõ chưa? Dạ. Đi, nhanh lên. Dạ, dạ, dạ. Dạ, tôi xin phép. Anh, ừ? Ra giếng với em một chút được không? Chi vậy? Em tắm, đàn bà con gái khổ lắm. Có sắp chết cũng phải tắm một cái, chứ không bất rất chịu cũng được. Em ngủ sớm đi cho khỏe. Nhớ sức dầu không thôi cảm lạnh đó. Dạ.
Anh Vinh, trung đoàn của anh Năm đánh vào đồng ban rồi, thắng lợi lớn lắm. Chị tên gì vậy? Chị có phải là Văn Công không? Ừ, chị là Văn Công, chị tên là Thu Hà. Em biết ngay mà. Chị đẹp như vậy, chị có làm Văn Công thôi. Chị múa hay hát? Múa. Chị dạy tụi em múa đi, tụi em thích lắm á. Ừ, chị sẽ dạy. Hay quá. Nhớ, thế em lại đăng ký trống với chị. Chị gì? Giỏi lắm. Rồi tiếp tục nha. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vui quá, cho anh tham gia với. Bây giờ anh thổi sáo cho chị Hà múa, mấy em chịu không? Dạ chịu. Cô muối dẻo quá, đẹp quá. À, hay là cô ở lại đây dạy cho bọn trẻ nó múa được không? Cảm ơn ông Mười. Tiếc rằng con đang trên đường đi học, con sẽ ghi nhớ lời mời của ông Mười. Mà ông Mười đi đâu về sớm vậy? Để con. Bọn trẻ đó đi săn, rồi con đây cả tạ. Tôi đi xẻ thịt về. Nè, bữa nay mời hết cả đoàn ở lại liên quan với bà con nha. Tôi nói với mấy anh thông tin hết rồi, ai cũng đồng ý rồi đó. Anh nhận lời đi. Dù sao mình cũng sắp về đến đích rồi. Lúc đó mỗi người một ngã, còn ai gặp nhau nữa đâu. Ủa, mà hai con cậu định đi về đâu? Vậy về Bầu Sen thôi ông Mười. Tưởng đâu chứ về Bầu Sen dễ ợt. Đây là làng chúng tôi. Đi theo đường mòn qua suối, tới cả ba rẽ trái, đi độ 2 giờ rẽ phải tới xóm Ba Nhà. Cậu sẽ gặp ông Sáu, nhờ ổng dẫn lách qua bãi mìn đến đời Lovia, từ đó qua Bầu Sen gần xịt à. Ủa, ổng có phải ông Sáu Cục không ông? Ổng chứ ai. Cảm ơn ông Mười, con sẽ cho anh em ở lại. Uống chén trà này cậu Vinh. Người dân trong làng bắt được một con thú và mời đoàn mình ở lại ăn. Chiều nay mình chưa đi đâu. Cậu đưa cái này cho con Hà giùm tôi. Mọi bữa hai đứa đi đâu cũng có nhau như đôi sam, nhưng mà sáng nay không có thấy con Hà. Bộ hai đứa có chuyện gì hả? Cậu đang chơi với mấy đứa nhỏ ở ngoài. Ủa mà chú Thiếm tính chi của hay sao vậy? Vợ chồng tôi bàn tính suốt đêm qua là sẽ để bà ở lại đây. Chừng bà đang sinh, tôi sẽ nhờ bà con móc ráp đưa bà về sau. Vậy sao chú không ở lại với Thiếm luôn? Tôi phải theo đoàn về căn cứ. Anh em trong cơ quan đã cần tôi. Giả lại tôi cũng muốn giúp anh em trong đội thông tin. Chú ốm yếu vậy thì phụ được gì chứ? Ê, coi vậy cho tôi khỏe hơn trà chín nếp là cái chắc. Mình nói sao với mọi người đây? Đi cùng sẽ lành ít dữ nhiều. Mà nói mọi người ở lại thì cũng có lý do chính đáng. Họ có chịu ở lại không? Mình không thể để Thu Hà và mọi người chịu nguy hiểm. Mình phải làm sao đây? Anh đi, chúng tôi cố tình truyền tin để những bọn địch từ khi nào?
Từ khi chúng tôi bị đánh trận thứ ba, đi đến đâu bị đánh đến đó. Thu Hà có nghi ngờ là trong đoàn này có nội gián mà không biết là mấy anh làm. Vậy tại sao nhóm của anh không chịu tách ra đi riêng? Tôi cũng muốn tách lắm, nhưng mà đội của anh kẻ thì bị chết, hai người bị thương, khi đồ không nổi thì làm sao đi được. Với lại anh không rành đường vùng này nữa. Bây giờ anh biết rồi, anh tính sao? Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn phải làm. Tôi biết, cho nên tôi muốn bàn riêng với mấy anh để mọi người ở lại. Tôi đi cùng chỉ đường cho mấy anh và phụ một tay nữa. Cảm ơn anh đã có ý tốt, nhưng mà đi đến đây cũng gần hết đoạn đường rồi. Anh cứ ở lại với mọi người đi, sáng mai đoàn chúng tôi sẽ khởi hành trước. Đoàn của anh đi từ từ cũng chưa muộn mà. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ thuyết phục mọi người ở lại. Tôi đi cùng với các anh. Có anh đi cùng tôi cũng yên tâm, cũng có người chỉ đường. Nhưng mà nè, anh liệu tìm cách mà nói khéo với mọi người đó. Khỏi nói khéo, tụi tôi biết hết rồi. Tôi thì tôi biết từ mấy hôm đầu, cho nên tôi cố tình đi theo tổ thông tin để hỗ trợ thêm. Chỉ có ông Chính này là mới biết thôi. Vì biết mấy cậu thông tin làm việc rất nguy hiểm, vậy mà không sợ thì có gì đâu tôi phải sợ. Sáng mai tôi dẫn lên đường cùng mấy cậu. Tôi cũng đi. Tôi nghĩ là ông Tư cũng không chịu ở lại đâu. Ừ. Ai cũng có nhiệm vụ, ở lại thêm một ngày là trễ thêm bao nhiêu chuyện. Hai chú làm tôi khó xử quá. Anh cứ để mấy chú tự quyết định đi. Nè, tụi mình tuy già nhưng không hề thua kém bọn trẻ đâu nghe. Lát nữa về bàn với ông Tư. Cậu Vinh cũng về mà nói với cô Hà là cùng đi hay ở lại. Tôi thấy là nên để cô ấy cùng đi. Bởi vì nếu như ở lại thì vài bữa nữa cô ấy đi với ai? Đường rừng thăm thẳm như vậy, ở lại không khéo làm dâu nơi này cũng nên à. Cậu tới đây thăm tôi mà không định nói gì hết sao? Tối hôm qua nhìn thấy chị, lòng tôi thấy sao sao á. Sao là sao? Sau khi đưa chị về nhà thì suốt đêm tôi không tài nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt lại là tôi nhìn thấy chị. Chị Hà, tôi thích chị. Chị ở lại đây nha. Trời, cậu bao nhiêu tuổi rồi? 16. Cậu biết tôi bao nhiêu rồi không? 18 rồi đó. Chị có 30 thì tôi vẫn thích chị. Chị Hà, tôi có thể ôm chị một cái được không? Một lần này thôi. Dạ, đây con. Dạ, chào cô. Dạ, chào. Mời vô đi chú. Ủa, còn cô Văn Công đâu, sao không thấy tới? Thôi, vậy chắc tại thằng con nhà bà Bảy rồi. Cái thằng này từ lúc gặp cô Hà, nó cứ bám riết lấy cổ hoài à. Nè, thôi mấy ông cứ nhậu đi, để tôi đi kêu cổ nha. Ừ. Nè, uống rượu tập thể phải chơi vòng nó mới ngon nha. Chúc cho mọi người may mắn. Xin mời. À, dạ. Thôi, tới phiên cậu đó. Đúng là thịt đe áp chảo, vừa mềm vừa ngọt. Ăn một miếng nhớ cả đời luôn á. Nè, ngồi xuống đây đi con. Dạ.
Mấy bữa nay thấy nhỏ Thu Hà cứ quấn lấy cậu Vinh, có vẻ nó thích cậu Vinh này thiệt rồi. Mà cái tánh thằng này cũng kỳ, nó cứ lầm liền như không thương con nhỏ vậy đó. Nhưng nhìn tánh ý là biết con Hà thương thằng Vinh. Mình cũng mong hai đứa thành đôi. Chà, cái thằng Vinh này nó có chí lớn, đi học sĩ quan để làm chuyện lớn đây. Tội cho con Hà cứ thui thủi đi theo nó. Ủa, cậu đi đâu mà sớm vậy? Mình đã yêu cô ấy đâu mà sao lại khổ tâm đến vậy? Cháu có vẻ bị sốt rồi đó, uống thuốc đi rồi lấy cái khăn quàng vô cổ cho nó ấm. Dạ. Khẩn trương lên mọi người ơi, tới giờ rồi. Nè, đi không? Chừng nào chừng hết đau sẽ có người đưa bà về. Dạ. Tôi đi nha. Dạ. Cậu Vinh à? Dạ. Thu Hà đêm qua ngủ với tôi, nó nói với tôi tất cả rồi. Cậu đừng có trách nó tội nghiệp. Tuổi 18 ăn chưa no lo chưa tới. Đi đường á, cậu nhớ chăm sóc nó nghe. Tôi biết rồi. Chào anh. Chúc thím sớm về nhà nha. Cảm ơn cậu. Đi bảo trọng. Lên được mạnh giỏi chưa? Cậu mượn nhiều lắm. Dạ, chào anh. Đi mạnh giỏi nha. Rồi. Dạ, chào Mười con đi. Dạ, con cảm ơn Mười. Dạ, chào bà con đi. Cảm ơn bà con nhiều lắm. Chúc mọi người may mắn nha. Con đi. Để cẩn thận nha. Giữ gìn sức khỏe đó. Mọi người dạ, đi nghe. Nha. Dạ, dạ con đi nha. Xin chào bà con. Tụi con đi nha. Chào mấy chú. Mạnh giỏi nha. Xác ông Sáu cùng người đưa chúng ta qua bãi mìn đã chết rồi.
Có thể họ mới bị giết. Tôi nghĩ là bọn địch vẫn còn lẩn quẩn đâu đây. Mình nên rút khỏi đây thôi. Cậu ray rất gì không chôn cất được họ chứ gì. Sau này nếu bị phán xét thì cũng đành chịu. Cậu thông tin nói đúng. Lo cho người sống quan trọng hơn Vinh nè. Cậu Vinh ơi, dừng lại đi. Cô Hà bị bệnh rồi, trong người nóng như lửa nè. Sốt cao lắm. Cậu mắc cho cậu cái giọng mau lên đi, để tôi kiếm cậu còn viên xê nào không. Lẹ đi. Giờ tính sao cậu Vinh? Phải chờ cô Hạ sốt rồi mới đi chứ. Phải chỉ còn ở trong làng thì đỡ hơn. Mấy bữa nay ông viết cái gì mà viết đầy cả cuốn sổ vậy? Tôi có ý định là viết một chuyện về anh em tụi mình. Tôi chưa biết viết sẽ như thế nào, nhưng có thể mở đầu từ một cuộc kè. Tôi sẽ viết một cách trung thực, không thêm bớt gì hết. Ý hay đó. Sao rồi? Hạ sốt chưa? Em đỡ rồi. Ta đi thôi. Biệt kích, bọn chúng đã ở phía trước. Chúng rẽ vô rừng rồi. Không,
Chúng từ trong rừng đi ra, đi về phía đường mòn. Chúng đi giật lùi. Sao anh nghĩ vậy? Khi đi tới trước, mũi giày sẽ bám sâu xuống đất. Còn khi đi giật lùi, gót giày sẽ lõm sâu. Ai đó? Bước ra ngoài. Mấy cha mà làm hết hồn. Đi đâu lạc vào đây? Anh ở đơn vị nào? Trinh sát. Sao đi một mình vậy? Đi cả trung đội. Vô đường địch ở trển. Anh em đang tập kết. Ủa, mà mấy ông đi đâu vậy? Về Bầu Sen. Về khỉ gì được. Bọn chúng mới đổ quân xuống chiều hôm qua. Chúng tôi được lệnh bám đánh đó. Hiện có một tiểu đoàn của Mỹ đang đẩy mạnh mạnh trên khắp khu vực. Cách đây một giờ đi bộ. Bọn chúng có xe tăng, trực thăng và cả pháo nữa. Bọn này sẽ hợp dây với bọn lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn 1 nhằm tiêu diệt trung đoàn 2 của chúng tôi ở trong khu vực này. Nói tóm lại là chúng ta đang nằm trong vòng dây của chúng. Vậy theo anh, về Bầu Sen có đường nào đi tránh không? Làm gì có. Nhưng cũng không còn đường đi nữa. Tốt nhất là mấy anh nên lùi lại tìm chỗ nghỉ đi. Chờ tối mai tụi tôi đánh lên nhân đó giọt luôn. Anh hiểu ý tôi chứ? Cậu Vinh, ý kiến của đồng chí trinh sát đúng đó. Đi có anh em chủ lực đỡ hơn. Tôi đồng ý tìm chỗ nghỉ, nhưng mà không có lui. Mà nè, bộ mày Duyên Vinh có chuyện gì hả? Tao thấy tượng qua giờ nó có vẻ buồn đó. Không có gì đâu chú. Tại con không khéo nên là anh buồn chút thôi. Tụi con làm lành với nhau rồi. Ừ, vậy thì tốt rồi đó. Anh em trong đoàn á, phải thương yêu, bảo bọc lấy nhau. Thời buổi chiến tranh mà, sống đó rồi chết đó. Chẳng may có ai mất đi thì còn giữ được cái tình. Mình sẽ dùng vụ này để vượt trảng, đánh lừa bọn Mỹ. Hả? Anh nhìn vậy? Mọi người chia nhau đi. Tôi đã trinh sát khá kỹ khu vực đóng quân của Mỹ. Sau khi suy nghĩ lại, tôi đồng ý việc tận dụng cuộc tấn công của bộ đội để cùng mọi người vượt qua căn cứ Mỹ vào tối mai. Tất cả chú ý, chuẩn bị, bắt. Làm theo anh. Đi. Chú thấy cánh đường bên kia không? Chú nhớ buông dù như trái sáng đang rơi. Lại càng nhanh càng tốt, qua rừng bên kia là thoát rồi. Vậy chúng ta còn gặp nhau nữa không? Chạy đi rồi tính. Chú chạy đi. Tất cả theo mấy. Nhanh lên.
Thu Hà, em chuẩn bị đi. Anh cũng chạy với em chứ. Thôi đi. Mọi người đã vượt qua dòng dây rồi.